Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa BVDK, tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ trung tâm ung biếu của bệnh viện này vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân hết sức thương tâm vì tự ý chữa u vú theo phương pháp truyền miệng bằng nắp lá. 3 năm trước, chị T bệnh nhân là chị NTLT, Phú Thọ. Nghe theo lời truyền miệng, chị T phát hiện khối u bên vú phải. Tìm mua một loại thuốc lá về nhà đắp. Thời gian sau khối u to lên nhanh chóng, xuất hiện nhiều triệu chứng bất thường nhưng chị vẫn không chịu đến bệnh viện điều trị mà tiếp tục đắp thuốc nam tại nhà. Mới đây, khối u vú của chị sưng đỏ, lở loét, chảy dịch, đau nhức, chị T mới chịu đến BVDK tỉnh Phú Thọ khám. Lúc này, các bác sĩ cho biết, khối u ngực của chị đã vỡ loét, lún vú tụt sâu có kèm theo hạch ngách. Kết quả sinh thiết khối u cho thấy bệnh nhân bị ung thư vú. Bệnh nhân phải điều trị truyền hóa chất. Theo thạc sĩ bác sĩ Trần Xuân Vĩnh, trung tâm ung biếu BVDK tỉnh Phú Thọ, trường hợp của bệnh nhân T. Hết sức đáng tiếc, chỉ vì tin mù quáng theo cách chữa trị bằng phương pháp dân gian không có cơ sở khoa học rõ ràng mà đánh mất đi cơ hội được điều trị sớm. Trong khi đó, với ung thư vú, nếu điều trị đúng phát đồ tại giai đoạn 1-2, khả năng chữa trị bệnh lên đến trên 90%. Còn khi bệnh đã tiến triển lên giai đoạn 3-4 thì cơ hội giảm xuống chỉ còn hơn 40%. Được biết, mỗi năm, Việt Nam có 11.000 người mắc ung thư vú, trong đó có hơn 5.000 ca tử vong. Nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ tử vong cao là do bệnh nhân không được phát hiện sớm, không được điều trị kịp thời. Các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, với phụ nữ, nếu thấy vùng ngực xuất hiện u cục, hay ở nách thì nên tìm đến cơ sở y tế để tầm soát ung thư vú và được điều trị sớm, nâng cao chất lượng điều trị. HTTPS, à nghỉ nỡ tú ổ VN, rồi xong, giáp la chua u vu sọt ba nam hỏa phu nu ganh hâu qua giao long, 7818 34 ăn HTTPS, à nghỉ nỡ tú ổ VN. Rồi xong, giáp la chua u vu sọt ba nam hỏa phu nu ganh hầu qua giao long, 7818 34 ăn.